tháng 10 mát mẻ. Áo dày Nhi xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật, mình ở nhà làm một cái món gà bắp gỏi bắp chuối. Đây là bắp chuối hột. Bắp chuối bao tử hột và gà. Để làm cái món gà bắp chuối này, mình nguyên liệu mình cần một con gà. Đây mình con gà này, con gà trống. Này con gà này là 3 kg mốt. Và làm 3 cái bắp chuối. 3 cái bắp chuối này tí nữa mình sẽ chế biến nó thành một món gỏi. Rồi. Giới thiệu với các bạn là món gỏi gà bắp chuối để thưởng thức ngày chủ nhật với gia đình. Bố làm gà nấu bắp chuối ăn nha. Gà gỏi bắp chuối. Rồi, xin chào các bạn nha.